seen a lot of rappers that come and go like Rodo when they sippin' on ring. And then I take a step back and I see you looking like a dodo. Bro, see that means you could represent state. Then I see the same thing for the same people. Every single time and every time, like expect to see a different result. Now that's the definition of insanity. If you're mad at me, you should redirect your energy into originality. Hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với Xolan Channel. Thì trong cái buổi review hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với một mẫu xe mô hình điều khiển từ xa khá là hấp dẫn. Thì chiếc xe này có ở trên tay của mình đây, có tên là Driving Scale 40KD, cái tên khá là dài. Thì chiếc xe này nó có đặc điểm nổi bật đó là cái vận tốc lên tới 60 km/h, nhìn ở ngoài vòng hộp đấy các bạn, 60 km/h. Về cái kiểu dáng cũng khá là thể thao, cũng rất là đẹp. Và cái chiếc xe này đang có cái tầm giá khoảng trên 2 triệu đồng một chút, có hàng sẵn tại Xolan Store của mình các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ một cuộc review nhanh với các bạn, trải nghiệm nhanh chiếc xe điều khiển từ xa này. Chúng ta bắt đầu. Rồi bây giờ thì mình sẽ khui chiếc hộp này ra, mở chiếc hộp này ra để chúng ta cùng trải nghiệm nhanh chiếc xe điều khiển này. Thì chiếc xe này chạy bằng một viên pin có dung lượng là 1500mAh, thời gian sử dụng là khoảng 10 phút. Chỉ khoảng 10 phút thì chúng ta trải nghiệm chạy thử chiếc xe này thôi. Thì xe điện nhưng mà vận tốc của nó đạt được là khoảng 60 km/h, cũng khá là lớn, khá là ấn tượng về cái khả năng này. Thế thì bây giờ mình sẽ mở một hộp ra. Rồi đây là cái sách hướng dẫn sử dụng cùng với cái dây cáp sạc của chiếc xe này. Đây là nhân vật chính chúng ta, chiếc xe điều khiển từ xa RSX với một cái kiểu dáng rất là đẹp, rất là thể thao, rất là nhỏ gọn. Trọng lượng thì chỉ vào khoảng 1kg thôi, cho nên là chúng ta sử dụng rất là dễ dàng. Mình đặc biệt ấn tượng với thiết kế của chiếc xe này. Thiết kế rất là thể thao, giống như là những kiểu dáng của chiếc xe công thức ở những đường đua bên nước ngoài. Mặt sau của chiếc xe này được làm bằng một những hợp kim nhôm rất là chắc chắn với nhiều ốc vít. Trục nhún của chiếc xe này thì được chế tạo bằng nhôm luôn, không phải là bằng nhựa như những chiếc xe thông thường khác, đảm bảo cho chiếc xe có một cái độ bền bỉ rất là tốt. Đây là một cái điểm cộng của chiếc xe điều khiển này. Những chiếc bánh xe thì được làm bằng cao su nhựa ABS tổng hợp cho cái độ bền rất là cao. Chúng ta có thể tháo được cái nắp của chiếc xe này ra. Thì đây là bên trong của chiếc xe nó như thế này. Một cái động cơ motor rất là lớn, một cái viên pin màu xanh và cái mạch điều khiển chính của chiếc xe này. Viên pin thì có một sợi dây trắng để chúng ta sạc pin, và nó có một cái sợi dây màu đỏ này để chúng ta nối với sợi dây màu đỏ của mạch để chúng ta cấp điện cho chiếc xe này chạy. Chiếc xe rất là tốt, rất là ok, rất là nhỏ gọn và cái kiểu dáng khá là thể thao. Bây giờ thì mình sẽ mở nốt cái hộp này ra. Hộp này thì là chứa cái tay cầm điều khiển của chiếc xe. Cái kiểu dáng của cái tay cầm rất là quen thuộc. Chúng ta có một cái cò để chúng ta điều khiển chiếc xe tiến lùi, một cái bánh xe núm xoay để chúng ta quẹo trái quẹo phải cho chiếc xe. Nó còn có hai cái nút để chúng ta có thể tinh chỉnh được cái vận tốc cũng như là cái độ cua của bánh xe, cua nhiều hay cua ít. Cái tay cầm này thì có một cái nút nguồn và sử dụng bốn viên pin 2A 1.5V. Bây giờ mình sẽ lắp pin vào trong cái xe này. Chúng ta nối hai cái đầu dây màu đỏ lại với nhau. Đó, chúng ta nối xong chúng ta sẽ bật cái công tắc màu đỏ này lên. Chúng ta nhấn nhẹ một cái thôi để chúng ta bật chiếc xe này lên. Ok. Mình sẽ lắp cái nắp này vào. Chiếc xe này hiện đang có giá bán trên thị trường vào khoảng trên 2 triệu đồng một chút. Với một cái mẫu xe mô hình điều khiển từ xa thì giá này cũng tương đối là rẻ. Mình sẽ lắp pin tiểu vào cái tay cầm này. Và chúng ta sẽ bật cái công tắc từ off lên on để khởi động chiếc tay cầm này lên. Cái đèn LED màu đỏ nó sẽ nhấp nháy là chúng ta đã bật ok rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ bóc cò thử để cho chiếc xe này chạy thử. Đó, mình bóp cò thì bánh xe nó sẽ chạy tiến lùi. Động cơ khá là mạnh nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chạy thử chiếc xe điều khiển từ xa này để chúng ta trải nghiệm thử xem cái khả năng của nó ra sao các bạn nhé.
là mình vừa mới điều khiển thử chiếc xe điều khiển từ xa này, khá là hay, khá là hấp dẫn. Vận tốc đúng là rất là nhanh nhá các bạn nhá. Nếu chúng ta chạy trên một cái mặt đường bằng phẳng và cho nó chạy hết ga thì nó có thể đạt được vận tốc là gần 60 km/h. Mình cảm nhận là nó rất là nhanh, khả năng tăng tốc của nó cũng rất là ấn tượng. Thì chiếc xe này thì đang có hàng sáng tặng cho Lan Store của mình. Nếu bạn nào quan tâm thì có thể là click vào cái đường link mình để sẽ để link về cái sản phẩm này thì dưới phần mô tả của video mình. Thì cái buổi review hôm nay về sản phẩm này của mình sẽ được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi của video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách là cho mình một like này, nhấn subscribe, nhấn chuông để không bỏ lỡ video lần sau mới nhất và độc đáo hơn, thú vị hơn từ Chola Channel các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn rất nhiều.